bao thứ khiến em mệt nhoài. Từ những bữa cơm hàng ngày, từ những ước ao hằng mơ. Trái tim này sắp đã nhưng rất hay đa tình. Nhiều lúc nói câu tỏ tình, người ta cứ xem em vô hình. Chắc là em từ lúc sinh ra đến nay thuộc về một hành tinh khác, thế nên khó khăn trong cuộc sống này. Không gặp điều may. Hey, where's my UFO? Give it back to me. I đã đem dấu nó đi. Hey, where's my UFO? Give it back to me. Dấu để làm gì? Hey, where's my UFO? Give it back to me. I đã đem dấu nó đi. Hey, where's my UFO? Give it back to me. Dấu để làm gì? Trái đất này vốn không phải là nơi em thuộc về. Mỗi bước đi em cảm thấy được biết bao nặng nề. Cố gắng rồi cũng sống được 20 năm trên đời. Hết kiếp người UFO.